Xin chào các bạn, hôm nay Hạ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cách nào để có thể hát hay hơn. Thực sự là các bạn có thể hát hay hơn được nếu các bạn có thể khắc phục được ba cái lỗi này. Thứ nhất, các bạn phải hát đúng nốt. Thứ hai, các bạn phải hát đúng giọng. Và thứ ba, các bạn phải hát đúng chính tả. Hát đúng nốt là như thế nào? Cái này thì mình thường gặp ở những cái chỗ mà hát karaoke. Là tại vì sao? Có thể là do họ uống rượu hoặc uống bia nhiều quá, họ say, họ không có lên được. Nếu mà các bạn đã từng uống rượu vô các bạn hát thì các bạn có thể cảm nhận được mình hát không có đúng cái nốt. Nếu mà các bạn muốn hay thì tốt nhất các bạn uống ít thôi, chỉ cần hát tốt khoảng 3 bài thôi. Các bạn không cần phải hát nhiều bài, bài nào các bạn cũng hát. Những bài các bạn không có biết lời các bạn cũng hát rồi nhìn theo như vậy, nó làm cho các bạn không có biết cách hát như thế nào, thành ra hát sai nốt. Một đoạn trong bài Chút Nắng Chút Mưa của Hoàng Tôn này: em ra đi mang theo một chút nắng và một chút mưa. Nghe như vậy thì nó đúng cái nốt rồi, thì nó ok, còn mình hát sai nốt như thế nào? Em ra đi mang theo một chút nắng và một chút mưa. Ví dụ như vậy nghe nó rất là chất quất. Nếu mà đi chơi nguyên đám đông như vậy thì các bạn chỉ cần 3-4 bài là được rồi, đâu cần phải dành hát từ đầu đến cuối như vậy đâu. Nhiều khi người ta không nói nhưng người ta rất là khó chịu. Khi nào mà các bạn hát hay cỡ mình thì các bạn có thể làm điều đó. Mình nói đùa thôi. Nghe ca sĩ hát, hát theo ca sĩ thì có thể khắc phục được cái lỗi hát không đúng nốt. Điều thứ hai nữa là hát đúng giọng. Hát đúng giọng ở đây á không phải là các bạn dùng cái giọng nói của mình để mà hát. Ví dụ mình đang nói như thế này, mình dùng cái giọng rất là trầm và rất là mạnh. Đây là cái giọng mình nói bình thường, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi bạn hát đó, các bạn hát đó, các bạn nên nhớ các bạn dùng cái giọng khác để hát thì nó mới hay hơn. Lý do mà Lệ Rơi hát dở là không có đúng giọng, hát không có đúng cái nốt. Liệu rằng chia tay chồng có quên được câu ca tình yêu khi xưa đâu nào phôi phai, đừng lừa dối tìm em sẽ không quên anh được đâu mà gan ơn. Đó, nếu mà hát giọng thật nó sẽ như vậy. Còn mình hát cái giọng mà nó hơi ảo ảo một chút nó mới hay được. Thì cái giọng ảo đó là giọng gì? Mình gọi nó là giọng nhẹ nhàng nhé. Bởi vì khi các bạn ẩm một đứa bé lên, các bạn muốn cho đứa bé đó không có khóc thì các bạn phải dùng cái giọng gì? Đừng có khóc nha, chú thương nè. Chú thương, chú mua kẹo cho con ăn nhá. Ví dụ như vậy. Thì các bạn dùng cái giọng đâu phải là cái giọng nói bình thường các bạn đâu. Nếu mà các bạn nói bình thường các bạn sẽ nói như thế này: chú thương nè, đừng có khóc nha. Chú mua kẹo cho nè, đừng khóc nha. Các bạn làm vậy nó sẽ sợ. Thì đây các bạn phải dùng cái giọng nhẹ nhàng đó các bạn nói với nó. Thì đó là cái giọng mà các bạn nên dùng để hát, nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Nếu mình hát cái giọng đó mình sẽ hát như thế này: một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã trao em rồi. Thì các bạn nghe nó hay hơn cái giọng lúc đầu mình hát nhiều không? Đó là cái cách mà các bạn nên tập để hát, chứ đừng bao giờ dùng cái giọng thật quá. Hãy tưởng tượng các bạn đang bế một đứa bé và nói cách nào nhẹ nhàng để cho nó không có khóc, thì hãy dùng cái chất giọng đó để hát. Nó sẽ làm cho cuộc đời các bạn thay đổi rất là nhiều trong cái giọng hát của các bạn nhé. Cái điều thứ ba cũng là điều cuối cùng mình muốn nói ở đây là hát đúng chính tả. Mà chỉ những người chuyên nghiệp người ta mới biết những điều này. Muốn khắc phục những điều này thì hơi khó đấy. Tại vì nhiều khi chúng ta quen với cái chất giọng của chúng ta nói. Chúng ta là người miền Trung hoặc là người miền Nam thì mình có thể những cái từ mình hát không có đúng chính tả cho lắm. Mình hát nhạc miền Tây á, thành chữ V thì nó thành chữ yeah. Thì các bạn phải hiểu là nó không có đúng chính tả. Nó không có phải là V, E, V, Huyền V, mà nó là V, E, V, Huyền V. Thì chúng ta khắc phục những lỗi chính tả đó. Nhưng mà nếu mà các bạn hát nhạc dân ca thì không sao cả. Đã bao lâu rồi, 3 năm đứng trong con dìa. Thì nó như vậy, cái chữ dìa đó mình nhạc miền Tây thì phải dùng chữ dìa đó. Nhưng mà khi các bạn hát những cái nhạc trẻ hay là nhạc ở ngoài miền Bắc hay là những cái bài mà thính phòng thì các bạn phải dùng giọng Bắc. Đừng có lẫn lộn giữa chữ L và chữ N, nó cũng không có đúng chính tả. Nếu mà mình áp dụng cái giọng miền Trung hay là giọng Nam vào những cái bài hát mà mình nên hát bằng giọng Bắc á. Nếu mà mình hát cái bài Anh Còn Nợ Em bằng tiếng miền Trung nhá, các bạn cứ nghe này: anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều em. Như vậy nghe nó rất là thô. Nhưng mà các bạn phải hát bằng giọng Bắc như thế nào: anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều em. Thì nó như vậy. Các bạn phải dùng cái giọng Bắc để các bạn hát những cái bài tính phòng hay là những cái bài nhạc trẻ thì nó sẽ làm cho cái bài hát các bạn hay hơn rất là nhiều. Trừ khi các bạn hát cải lương hay là nhạc miền Tây thì các bạn có thể dùng giọng miền Nam, ok? Chúc các bạn có thể hát hay hơn và thành công trong cuộc sống của các bạn. Hãy theo dõi Facebook của mình để có thể xem được nhiều clip hay hơn. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt.